Chào các bạn, hôm nay Quân Béo Mô Tô sẽ review một sản phẩm rất là đẹp, Honda Winner, một chiếc xe dân dụng và rất nhiều anh em giới trẻ đang quan tâm và sử dụng chiếc xe Honda Winner này. Và hôm nay Quân Béo Mô Tô sẽ giới thiệu đến các bạn sản phẩm độ đẹp, an toàn và rất là nổi bật. Chiếc Honda Winner được đầu tư độ giá với số tiền gần bằng một chiếc xe, hơn 40 triệu tiền độ. Và nó những sản phẩm là lên từ những chiếc xe nào gắp lên, thì hôm nay Quân Béo Mô Tô sẽ giới thiệu đến các bạn. Mời các bạn ghé qua tổng thể của xe. Toàn bộ xe được giữ nguyên bộ hệ thống khung máy, nhưng đã được thay bằng bởi càng sau, vành trước, vành sau. Và chúng ta hãy đến với một chiếc càng cực kỳ là đẹp và khủng khiếp, càng của KTM 250. Tại sao lại chủ xe lại sử dụng cái càng KTM 250? Do là KTM 250 có độ háng rộng, chạy được lốp 180 nhưng mà nó lại nhẹ hơn KTM 390. Và bộ số gẩy chúng ta đang thấy đây rất là lạ, không phải của Winner mà bộ số gẩy này của Yamaha TFX, được làm lại hệ thống pad để lắp lên xe rất là nhẹ nhàng. Hệ thống thụt được khách hàng sử dụng bởi SCK Racing, hàng chính hãng, có bình dầu dời làm cho độ nhún êm của nó rất là tốt. Và như mình thấy một chiếc Honda Winner này, các bạn thấy là nó độ cao của nó không quá nhiều, không quá cao, vẫn giữ được size zin. Một chiếc vành ACO chính hãng của Exciter, lắp chuẩn cho Exciter, đã được khách độ lên cho xe Honda Winner và chạy lốp Pirelli 150 60-17, rất là đẹp. Một chiếc xe đến từ biển 24. Hệ thống xi nhan được khách sử dụng bằng chiếc Spirit Beat, rất là đẹp. Và tiếp theo nữa, đến bên dàn cổ bô và bô, một cây Akamovic full carbon, hàng replica đã được sử dụng. Và tiếp nữa là cổ bô titan kèm bầu lưới tổ ong, rất là đẹp. Sản phẩm tinh tế, một chất liệu titanium, siêu cứng, siêu tản nhiệt và lên màu rất là đẹp. Những cái hệ thống chống đổ CNC này, cốc dầu Evotech các bạn ơi, Evotech của X1R, rất đẹp. Khách hàng như một chiếc xe Winner này, mình thấy khách hàng phối với nhau bằng những cái sản phẩm rất là luxury, như là cái logo titanium, logo Honda titanium, logo của hãng Win, của dòng xe Winner cũng là titanium. Và tiếp theo nữa là đồ carbon fiber. Như anh em biết là carbon là cái chất liệu mà cực kỳ là đẳng cấp rồi. Cái này là fiber xịn, carbon đúc fiber xịn, rất là đẹp. Và đến ốp đầu, tay phanh này bạn này, tay côn này, cũng tay côn cũng được bọc lại bằng chất liệu carbon fiber. Ốp đầu carbon phối với titan, siêu đẹp luôn các bạn. Dàn đầu xe gần như là được giữ nguyên bản, trừ thay thế bằng hệ thống vành ACO chính hãng Pirelli một cặp. Anh em có thể thắc mắc là chè két CNC rất đẹp bạn ơi. Đây, một sản phẩm độ full tại Quân Béo Mô Tô. Phải nói là ông Quân Béo này, ông phối đồ khá là tinh tế, nó cóp nhặt đơn giản, không quá cầu kỳ về đồ xịn. Chào các bạn, thì như anh em thấy là một chiếc Winner được độ lốp lớn, bánh lớn, thay đổi càng gấp, thì câu hỏi chúng ta đặt ra là xe có chạy được không? Đừng nghĩ một chiếc xe độ đẹp, độ trưng bày mà chạy được nhá các bạn nhá. Có những chiếc xe mà độ chỉ để trưng bày, đấy là bài gọi là độ kiểng. Và chiếc xe độ để di chuyển, đây yêu cầu của khách là đẹp nhưng chạy phải an toàn và chắc chắn ở trên đường. Thì đây mới là một cái câu hỏi mà rất nhiều anh em độ xe, những xưởng workshop, phải đau đầu suy nghĩ làm sao lắp lên và chạy được. Và bây giờ chúng ta sẽ test thử hệ thống gương, được bạn ấy bắt từ gương Google CRG, bắt thẳng vào cái rất là tinh tế, tinh xảo, để tránh police, tránh những bạn công an, bạn ấy thắc mắc
ốp bình, ốp cốp trước của Kappa này là của GV rồi. Con này là hàng chính hãng của GV phân phối rồi. Vào đây, chúng ta sẽ bắt đầu đi. Các bạn đi cùng mình nhé. Một cái điều đặc biệt nữa của chiếc xe đã được hệ thống số gẩy đã được khách yêu cầu theo lên theo đúng cái thiên hướng của Sport, số gẩy tiến để đá số nhanh hơn, rất là lạ. Và chúng ta sẽ xem một chiếc DOHC nó thể hiện mạnh mẽ như nào khi chúng ta đã độ lên một chiếc độ nhiều đồ chơi lên như vậy. Một chiếc Wrangler phi từ giữa đường phi ra các bạn ạ. Phanh, hệ thống phanh đã rất là an toàn. Mình cảm thấy là không bị sàng lắc khi mình bóp phanh. Và khi mình quá trình mình di chuyển ở trên cao, nó sẽ không cảm giác là bị lắc, bị sàng như nhiều xe đã lên những cái càng gấp khác. Chiếc xe này đã được hạ khá là thấp do phù hợp với chiều cao của chủ xe, 1m64, khá là thấp. Như bạn chủ xe khá thấp và mình đi với một trọng lượng cơ thể mình là 70 cân và chiều cao là 1m71, và mình đi mình cảm thấy rất là thoải mái như mình đang sử dụng một chiếc Exciter ấy, vì là yên của Exciter nó sẽ thấp hơn của Winner, chạy rất là nhẹ nhàng và thanh cảnh. Với một chiếc xe mà sử dụng để đi tour, đi phố, đi học, đi làm thì chiếc Winner này là một trong những chiếc mà đáng để xuống tiền để mua các bạn ạ. Nó và Exciter là hai đối thủ khá cạnh tranh với nhau, xem nhau. Công nghệ của Honda, của Winner chạy Honda DOHC nên là xích cam đôi chạy khá là mạnh và bốc hơn so với Exciter. Với cách sử dụng, cách độ như này mình thấy chạy là khá là nhẹ nhàng. Và nó sẽ là một chiếc xe, nó không phải là nổi bật như gái 18 nhìn thấy một cái là thấy xinh ngay, mà bạn này là thấy là tinh tế, kỹ từng đồ như một bạn sâu sắc như gái 30. Đấy là cái ví dụ rất là đơn giản cho anh em để có thể thấy được là cái độ đẹp của chiếc xe. Thụt đi rất là ok, mình chở hai người êm, không bị nặng, không bị bồng bềnh, không bị quá cứng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và nếu mà thấy hay, vui vẻ, subscribe cho mình nhá, để mình có thể làm những video clip khác phục vụ các bạn tốt hơn.